Mình được Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 27 tháng 6 năm 2022, và theo âm lịch hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Tân Hợi, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trần, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh thoa xuyến kim ngày Tân Hợi, tức can sinh chi, nghĩa là kim sinh cho thủy, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm thoa xuyến kim kỷ tuổi Ất Tỵ, kỷ tỵ ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi kỷ hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày hợi lục hợp với dần, tam hợp với mão và mùi, thành mộc tục, xung với tỵ, hình hợi, hại thân, phá dần và tuyệt ngọ. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Ất Hợi, tuổi xung trong tháng, tuổi Mậu Tý, Canh Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức tốt mọi việc, sao Nguyệt Đức Hợp tốt mọi việc, kỵ về tố tụng, sao Ngũ Phú tốt mọi việc, sao Phúc Sinh tốt mọi việc, sao Sát Cống, Đại Cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao Kim Thần, Thất Sát, sao Thiên Ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Kiếp Sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao Chu Tước Hắc Đạo, kỵ về nhà mới, khai trương, sao Không Phòng, kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Tây Nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 27 tháng 6 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 27 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được sự che chở của tam hội phù trợ. Điều này sẽ giúp cho mọi công việc của bạn trong ngày hôm nay đều tiến triển rất thuận lợi. Với bạn tuổi Tý, ngày này rất thích hợp để cho bạn tiến hành các kế hoạch mà bản mệnh đã ấp ủ từ lâu. Bạn chớ có chần chừ, do dự, kẻo lại để lỡ cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Điều này còn mang tới cho bạn có được tin vui về con đường tài lộc. Với bạn tuổi Tý, bản mệnh có người giới thiệu cho các mối làm ăn khả quan, việc làm thêm, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà và bạn không cần phải tìm kiếm đâu xa xôi cả. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy khí vượng. Điều này có thể sẽ đe dọa một chút tới tình hình sức khỏe của bạn, đặc biệt là các bộ phận như là não bộ, bàng quang, thận. Sự nghiệp tuy là quan trọng, nhưng với bạn tuổi Tý vẫn cần được nghỉ ngơi đúng lúc. Nếu như cơ thể của bạn đã đưa ra những dấu hiệu cảnh báo nào, thì bạn tuổi Tý phải cần nghỉ ngơi và đi khám sức khỏe để kiểm tra, để đảm bảo cho sức khỏe của mình được tốt nhất. Về cầu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, ngày thích hợp để tiến hành các kế hoạch mà bạn đã ấp ủ từ lâu. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, công việc tiến triển được thuận lợi, suôn sẻ. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, được giới thiệu cho các mối làm ăn khả quan hoặc là công việc làm thêm để cải thiện thu nhập hiện tại của mình. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, đón tin vui về con đường tài lộc, tiền bạc đổ về túi
ầm ầm, tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc cần phải chú ý nghỉ ngơi điều độ để đảm bảo cho sức khỏe của bản thân mình được tốt hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 40, số 96, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày 27 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có tam hội trợ giúp. Điều này sẽ giúp cho bạn có nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi ở bên gia đình. Cả gia đình có thể quây quần nấu nướng, chuẩn bị một bữa ăn thật ngon lành, vui vẻ bên nhau. Và với bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, đời sống của bạn lại có phần cực đoan với sự tác động của tỷ kim chiếu mệnh, với những niềm vui cũng thật là mạnh mẽ nhưng nỗi buồn cũng thật sâu đậm. Và nếu như ai đó tìm cách hạ bạn thì với bạn tuổi Sửu cũng nên bình tĩnh, hãy cho mình thời gian và có cơ hội để trải nghiệm, để trưởng thành hơn, chứ bạn đừng có suy nghĩ mọi thứ một cách tiêu cực. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là bạn nên chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình, cả thể chất lẫn tâm hồn. Bạn bận rộn đến mấy cũng đừng quên dành một vài phút cho âm nhạc và nghệ thuật, nhờ thế mà cảm xúc nơi bạn sẽ được nuôi dưỡng, giúp cho bạn có được một ngày vô cùng là ý nghĩa và lành mạnh nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim hãy thử tìm cách mới để giải quyết công việc của bạn. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy hãy thôi than vãn về vấn đề mình đang gặp phải nên tập trung để xử lý chúng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa tính toán lại cho đúng tình hình tài chính của mình. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ có người gợi ý cho bạn một ý tưởng khá là hay. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc hãy cẩn thận hơn với lời ăn tiếng nói của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 21, số 83, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ hai ngày 27 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho bạn có được một ngày có nhiều may mắn, có cơ hội trút bầu tâm sự với một người bạn, người mà bạn rất thân và rất hiểu bạn nữa. Thậm chí sau buổi trò chuyện giữa bạn và họ cũng sẽ giúp cho bạn cảm thấy thoải mái hơn, tìm được hướng đi mới cho riêng mình. Và ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần, bạn lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh sẽ dẫn đường chỉ lối cho bạn. Nhờ vậy mà với bạn tuổi Dần, bạn có nhiều quyết định đúng đắn, khôn ngoan hơn trong ngày. Và dù có vấn đề gì xảy ra đi nữa, với bạn tuổi Dần cũng nhìn nhận một cách thấu đáo và có hướng giải quyết hợp tình hợp lý. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần, bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này khuyến khích bạn nên trò chuyện chân thành và cởi mở với người yêu về những điều mà bạn muốn từ họ và từ mối quan hệ này, cũng như là lắng nghe mong muốn của họ thay vì áp đặt những đòi hỏi của bản thân lên đối phương bạn tuổi Dần nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy suy nghĩ chín chắn trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa hãy cứ thật thà, đừng có mưu mô quá sẽ không có lợi về lâu dài. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ chớ nên chê bai điểm yếu của người khác dù là lý do gì. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc cứ chủ động thực hiện vì bạn sẽ hiểu rõ tình hình. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của người thân. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao,
Con số may mắn số 19, số 53, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ hai ngày 27 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Mão có được một ngày tận hưởng trọn niềm hạnh phúc. Với bạn tuổi Mão, bạn hiểu ra rằng những người yêu thương nhau sẽ giúp nhau phát huy được những điều tốt đẹp nhất của chính họ mà không phải đánh mất đi bản ngã của mình. Một tình cảm chân chính sẽ chấp cánh cho ước mơ của mỗi người bay cao, bay xa hơn. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo, có nhiều việc xảy ra không như ý của mình. Và với bạn tuổi Mão, bạn hãy luôn động viên bản thân mình, nỗ lực thật nhiều. Bạn sẽ bất ngờ với những kết quả mà mình đạt được. Bạn đừng có vì một chút khó khăn mà vội chùn bước mà bỏ dở công việc giữa chừng nhé. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có thủy mộc tương sinh, điều này cũng sẽ giúp cho bản mệnh có được cơ hội để cải thiện về tình hình sức khỏe hiện tại của bản thân thông qua việc ăn uống và nghỉ ngơi phù hợp. Với những món ăn đủ chất và lành mạnh giúp cho bạn tiết kiệm được thời gian chế biến mà vẫn đảm bảo đủ được năng lượng cho bản thân mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, đừng có so sánh cuộc đời của mình với cuộc đời của người khác. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, đi ngủ sớm giúp cho bạn trẻ ra và tinh thần tỉnh táo hơn. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, đừng hứa hẹn những điều gì mà bản thân bạn không chắc chắn. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, tình cảm đôi lứa ngày càng rực rỡ, có nhiều niềm vui. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, không nên nghiêm khắc quá với người khác. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 62, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ hai ngày 27 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo sẽ phải đón nhận những thông tin không may mắn về con đường tài lộc của mình. Ngày này với bạn tuổi Thìn đang gặp tiểu nhân gây chuyện, bản mệnh mù quáng tin vào lời của những người không đáng tin, dốc hết tiền của mình trong túi để mù quáng đầu tư và cuối cùng rơi vào cảnh trắng tay, biết trách ai bây giờ. Sự việc đã lỡ rồi, với bạn tuổi Thìn, bạn cũng chỉ biết thất vọng với chính bản thân mình khi mà không đủ tỉnh táo và sáng suốt để nhìn ra những khe hở trong trò lừa bịp đổ điên. Và bạn hãy cứ coi như là của đi thay người, coi đó là bài học kinh nghiệm cho mình, cho những lần sau để không phải một lần nữa đi vào vết xe đổ cay đắng đó nữa nhé. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Thìn là bạn cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Mỗi khi đôi bên có bất đồng ý kiến, bạn đừng có khăng khăng bắt người ta phải nghe theo ý của mình. Bạn mong người ấy tôn trọng mình thì trước hết bạn cũng nên tôn trọng suy nghĩ của đối phương cái đã. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa có thể rơi vào cảnh trắng tay do cả tin đầu tư vội vàng. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, tài lộc ảm đạm, dễ mất tiền do mù quáng tin lời tiểu nhân. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, quên thất bại như là bài học đắt giá để không phạm phải lần sau. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, tự trách bản thân mình không đủ tỉnh táo và sáng suốt để nhìn ra trò lừa bịp trong trò chơi đổ điên. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc
3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 41, số 73, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tỵ thứ hai ngày 27 tháng 6 năm 2022. Với bà tuổi Tỵ bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi. Điều này sẽ khiến cho chuyện tình cảm của các cặp đôi hay xảy ra tranh cãi. Điều này có thể là vì bạn hoặc là người ấy đang kiểm soát đối phương quá mức. Hai bạn nên dành cho nhau không gian riêng để phát triển những đam mê hoặc là năng lực cá nhân cũng là điều vô cùng quan trọng trong tình yêu. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Điều này cho thấy kết quả tuyệt vời mà bạn tuổi Tỵ đạt được trong ngày hôm nay đều là do những cố gắng của bạn. Và đây không phải là lúc để cho bạn khiêm tốn, bạn hãy tự tin lên để cảm ơn và để đón nhận những thành quả tuyệt vời mà bạn xứng đáng có được. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên giữ gìn sức khỏe của mình. Với thời tiết nắng nóng như hiện tại, với bạn tuổi Tỵ chớ nên cố gắng hoạt động quá sức, tập luyện là cần thiết nhưng bạn phải tùy thuộc vào tình hình sức khỏe của bản thân mình cái đã bạn tuổi Tỵ nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, tránh nói điều sai khuấy khiến cho cuộc sống của bạn trở nên khó khăn hơn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, bạn đang an toàn quá mức, bạn cần phải vượt qua giới hạn của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, đừng nên suy diễn mọi việc quá mức vì bạn đang lãng phí thời gian. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, làm việc gì cũng phải ân cần, từ tốn và đúng mực. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, công sức của bạn đang dần dần được ghi nhận. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 73, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ hai ngày 27 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn có được đầu óc minh mẫn và linh hoạt hơn thường ngày. Nhờ đó mà với bạn tuổi Ngọ có thể sẽ nhanh chóng xử lý được những vấn đề rắc rối hiện tại. Cùng với đó, trong ngày này với bạn tuổi Ngọ, trạng thái nghiêm túc, tận tâm của bạn trong công việc sẽ giúp cho bản mệnh được mọi người đánh giá rất cao. Tuy nhiên, với bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này, nếu như bạn muốn thăng tiến nhanh chóng hơn thì bạn cần phải chú ý xây dựng các mối quan hệ xã giao với mọi người. Bạn đừng có lúc nào cũng lạnh lùng, chỉ quan tâm tới công việc của mình như hiện tại mà thiếu đi tính tương tác với bạn bè, đồng nghiệp. Với bạn sẽ không thể làm tất cả mọi việc một mình được. Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp ngày có thủy khắc với hỏa, điều này sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ tới tình hình tài chính của bản mệnh. Với bạn tuổi Ngọ, bạn trở nên chủ quan rằng bạn đã có một khoản tiền tiết kiệm rồi, chúng sẽ không đủ với cách mua sắm quá đà hoang phí như hiện tại của bạn bây giờ đâu. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim được đánh giá cao nhờ thái độ nghiêm túc và tận tâm. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, đầu óc minh mẫn, giải quyết được mọi công việc nhanh chóng. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, chớ nên bỏ qua tính tương tác với bạn bè, đồng nghiệp trong môi trường tập thể. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, bạn cần phải chú ý xây dựng các mối quan hệ xã giao xung quanh mình. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, về tình hình tài chính của bạn gặp trục trặc, bạn chớ nên chi tiêu hoang phí. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 17, số 88, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc,
với năm phù trợ tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ hai ngày 27 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi phù trợ. Điều này sẽ mang tới cho bạn tuổi Mùi có được cảm giác lâng lâng trong tình yêu. Bạn mệnh cảm thấy thực sự là hạnh phúc khi được nhìn thấy người ấy và dành hàng giờ chỉ để nói chuyện, hay chỉ đơn giản là được ở bên cạnh người ấy. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Mùi, có thể bạn sẽ bước được những bước dài hơi hơn tới tương lai của mình bằng cách đặt ra những vấn đề cũ lại ở phía sau lưng. Bạn hãy dành cho mình thời gian để tận hưởng suy nghĩ cuộc sống theo một chiều hướng hoàn toàn là tích cực và mới mẻ, điều đó là rất quan trọng. Và ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc, điều này cũng sẽ không tốt cho những ai đang bị bệnh nền hay là sức khỏe yếu kém vì một số lý do nào khách quan mà sức khỏe của bạn bị giảm sút. Với bạn tuổi Mùi nên cố gắng làm theo những lời khuyên của bác sĩ để hạn chế tối thiểu những rắc rối có thể xảy ra với mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, tình cảm của bạn đang ở giai đoạn thăng hoa rực rỡ. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, hãy nhường người ta phần thắng, bạn chẳng cần phải tranh đấu làm gì. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, hãy biết hài lòng với những gì mà mình đang có. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, niềm tin của bạn có vẻ thiếu đi sơ cơ sở, cần thêm thời gian. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, không nên so sánh vợ chồng mình với bất cứ ai. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 15, số 96, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ hai ngày 27 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Điều này làm cho bạn tuổi Thân cần phải chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý để đối mặt với đủ loại thị phi ở chốn công sở. Và ngày này với bạn tuổi Thân, nếu như bạn gặp phải những mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp, bạn cần phải chú ý tới cách ứng xử của bản thân mình. Với bạn tuổi Thân, có thể bạn tính bốc đồng và không biết kiêng nể ai sẽ khiến cho bạn gây thù chuốc oán với bạn bè, đồng nghiệp và tệ hơn nữa là những kẻ tiểu nhân. Và bạn tuổi Thân, bạn hãy giữ cho đầu óc của mình luôn luôn tỉnh táo và cư xử hài hòa với tất cả mọi người. Chẳng những vậy, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân, bạn đang chịu ảnh hưởng của thương quan chiếu mệnh. Điều này còn nhắc nhở bạn nên cẩn trọng với từng quyết định của mình, kẻo cái tôi của bạn quá lớn lại làm hỏng hết những thành công mà bạn đã gây dựng từ trước tới nay. Và bạn tuổi Thân, bạn rất dễ làm hỏng mọi việc chỉ vì hành động hoặc là lời nói thiếu suy nghĩ của mình nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, chú ý cách ứng xử của bản thân khi đối mặt với đồng nghiệp, kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, cần phải chuẩn bị về tâm lý sẵn sàng để đối mặt với thị phi ở chốn công sở. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, cẩn trọng trong từng quyết định, tránh để cái tôi làm công việc của mình đổ xuống sông xuống bể. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, có thể sẽ gây thù chuốc oán vì bản thân bản tính có bản tính bốc đồng. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, nên giữ cho đầu óc tỉnh táo và cư xử hài hòa với mọi người. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 13, số 91, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dần.
Tử vi tuổi Dậu thứ hai ngày 27 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dậu có được một ngày làm ăn có lộc lá. Vì vậy, bạn mệnh tuổi Dậu trong ngày này không nên chần chừ, do dự trước những cơ hội về đầu tư hay là kinh doanh. Với bạn tuổi Dậu, hãy quyết đoán để nắm bắt, bạn chắc chắn sẽ thu được lời lãi một cách nhanh chóng. Với bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, đây có thể coi là thời điểm để cho bản mệnh củng cố sự nghiệp của mình. Với những ai đang có ý định thay đổi về công việc hay là đầu tư lớn thì đây chính là thời điểm vàng để cho bạn lắng nghe lời khuyên từ những người có nhiều kinh nghiệm, sẽ giúp cho con đường của bạn đang đi được thuận lợi và gặt hái được nhiều thành công vẻ vang hơn. Trong vận trình ngày thứ hai này, với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. May mắn là với bạn tuổi Dậu, cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia luôn tin tưởng và ủng hộ bạn vô điều kiện. Và nếu như công việc của bạn có gặp phải khó khăn, bế tắc thì với bạn tuổi Dậu đừng có ngần ngại tâm sự với nửa kia, hai người cùng suy nghĩ hẳn sẽ tìm được hướng giải quyết nhanh chóng và phù hợp hơn rất nhiều. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, quyết đoán để nắm bắt cơ hội sẽ có lợi cho tương lai. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, có lộc về làm ăn, kinh doanh buôn bán vượng phát. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, nên học hỏi lắng nghe của những người có nhiều kinh nghiệm đi trước. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, thời gian này thích hợp để cho bạn củng cố sự nghiệp, đầu tư thu lợi. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, luôn được nửa kia tin tưởng và ủng hộ vô điều kiện. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 86, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tuất thứ hai ngày 27 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo, có sự mất mát về tiền của. Ngày này không thích hợp để cho bạn tuổi Tuất đầu tư hay là kinh doanh buôn bán hay là ký kết những hợp đồng có giá trị. Với bạn tuổi Tuất, bạn chớ có vội vàng vào lúc này, nên thủ tài chờ đợi những cơ hội tốt hơn về sau này. Còn ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất, nếu như bạn cứ cố chấp về tiến hành vào lúc này thì lợi nhuận chẳng thấy đâu, chỉ thấy tốn thêm tiền của mà thôi. Ngoài ra, với bạn tuổi Tuất cũng cần phải cẩn trọng khi cho người khác vay mượn tiền, cần phải có chứng từ rõ ràng, kẻo rất khó có thể đòi lại được, không khéo lại còn gây ra sứt mẻ trong chuyện tình cảm đôi bên. Ngũ hành xung khắc, điều này cũng sẽ làm cho chuyện tình cảm của hai bạn có sự lạnh nhạt, chiến tranh lạnh kéo dài. Bản thân bạn tuổi Tuất cũng chẳng muốn đôi cua cãi vã, cứ mặc kệ rạn nứt âm ỉ. Và bạn tuổi Tuất đó, bạn nghĩ lỗi sai không nằm ở phía mình thì không việc gì bản thân mình phải xuống nước trước. Chính suy nghĩ hơn thua này đã giết chết đi tình cảm của hai bạn từ bấy giờ. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, chớ nên vội vàng đầu tư vào lúc này, nên thủ tài chờ đợi cơ hội khác thích hợp hơn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, điềm báo mất tiền, hao tài tốn của, không thích hợp cho việc đầu tư. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, tình cảm lạnh nhạt, chiến tranh lạnh kéo dài. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, thận trọng trong khi cho ai vay mượn về tiền bạc. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, chẳng ai chịu là người xuống nước trước để hàn gắn chuyện tình cảm. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 82, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Hợi thứ hai ngày 27 tháng 6 năm 2022.
Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Hợi Hợi tự hình. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Hợi có thể tự gây ra áp lực cho bản thân mình bởi bạn tính cố chấp, suy nghĩ tiêu cực, thậm chí là với bạn tuổi Hợi còn có thể sẽ gây ảnh hưởng tới những người xung quanh. Và với bạn tuổi Hợi, vốn sự việc chẳng có gì là to tát, nhưng với bạn cứ làm quá lên, cho nên chuyện bé xé ra to, cứ như vậy càng khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Bù lại, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có chính quan tương trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn, nếu như bạn có những kế hoạch cụ thể hơn, với bạn vẫn có thể sẽ vượt qua được mọi khó khăn và đạt được những mục tiêu mà mình mong muốn. Những cố gắng của bạn tuổi Hợi trong công việc sẽ được mọi người ghi nhận nếu như bạn không bỏ bê trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thủy khí vượng, và đây là dấu hiệu không tốt cho sức khỏe của bản mệnh. Với bạn tuổi Hợi có thể thường xuyên cảm thấy cơ thể của mình mệt mỏi, uể oải, và nếu như bạn chưa rõ về lý do, với bạn tuổi Hợi nên thăm khám sức khỏe càng sớm càng tốt để tìm ra cách chữa trị cho bản thân mình để khắc phục tình trạng như hiện tại. Về cầu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, tính cố chấp, gây ảnh hưởng tới cả những người xung quanh. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, tự gây ra áp lực cho bản thân mình do những suy nghĩ tiêu cực. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, có thể vượt qua được khó khăn nếu như bạn xây dựng được kế hoạch rõ ràng hơn. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, tránh chuyện bé xé ra to, làm quá mọi chuyện. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, chú ý tới những dấu hiệu bất thường của cơ thể. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 28, số 94, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.